cảm nhận của bạn sau khi học ở Pertip? Sau một khoảng thời gian học ở Pertip thì mình thấy đây là một môi trường khá là năng động và thú vị để cho các bạn sinh viên có thể thoải mái học tập và phát triển bản thân, cũng như là học được các kỹ năng để áp dụng trong cuộc sống của chúng ta. Và giảng viên ở đây thì rất là nhiệt tình và các thầy cô luôn sẵn sàng đồng hành với các bạn trên mọi lần đường. Vâng. Sau một năm mình học tại Pertip thì mình cảm thấy ngôi trường này là một ngôi trường rất là đáng để học. Biệt danh ở ngôi trường là Học viện Hoàng gia nên tất cả các học sinh sinh viên ở đây đều có khí chất của Hoàng gia, mọi người rất thân thiện. Còn giáo viên thì rất tận tình trong việc giúp đỡ các học sinh trong việc giảng dạy và hỗ trợ ở ngoài lề luôn ạ. Còn về cơ sở vật chất thì đã nói đến Hoàng gia thì cơ sở vật chất thì rất là tốt ạ. Nhất là nhà vệ sinh luôn luôn thơm tho. Ok. Mình vào trường học thì mình cảm thấy trường mình rất bé. Lúc đầu học thì rất là chán, về sau thì thấy nó khá là dễ dàng và cũng khá là tạo điều kiện cho sinh viên năng động sáng tạo. Mình rất thích ạ. Mình thấy Pertip là nơi đã nuôi dạy mình trở thành một con người chính trực. Và qua trong thông qua quá trình tích lũy kiến thức thì mình đã có rất nhiều kinh nghiệm, từ đó được nhận vào làm tại một công ty tỷ đô.